Alo, xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ăn Indo vì sự biết biết của Indo. Các bạn click vào link ở bên dưới đăng ký, xong rồi các bạn vào vào ngay với file nha, với file sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản. Sau khi đăng nhập thì các bạn vào phần setting để nhận được con đó, thì các bạn phải verify cấp mức độ 2. Đây mình verify cho các bạn tên cấp verify như thế nào, thì các bạn điền tên viết không dấu. Ở đây Việt Nam nó nằm ở sát ở dưới nên các bạn chỉnh tab bar ẩn đi rồi mới làm như thế này. Tab bar ẩn các bạn chọn Loyalty nè, Auto 2 tab bar. Đối với cái máy tính có màn hình nhỏ như mình thì các bạn làm được, còn màn hình lớn thì chắc thấy thấy được chữ Việt Nam. Sau khi điền hết thông tin thì các bạn nhấn 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 nét qua, các bạn chọn KTP, số chứng minh. Rồi các bạn chọn file file mặt trước chứng minh nhân dân. Một trang chứng minh hình xe fit, hình xe fit mình kiểm tra là số chứng minh mình điền đúng. Đúng rồi, bây giờ các bạn up hình lên, không các bạn nhấn submit. Rồi bây giờ các bạn chờ là qua ngày mai là sẽ có, nó sẽ xác nhận cho mình. Xác nhận cấp 2 là các bạn sẽ được cái Ubit đó, là nó tặng con 50 ICX, 50 ICX. Như vậy mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Các bạn đăng ba làm gì để hết 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 lượt, nó chỉ có giới hạn 1.000 tài khoản hay sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.